Xin chào các bác nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 95 8889. Hôm nay thì có về được một chiếc Honda X150 mang biển kiểm soát là 29E1686780. Thì chiếc này thì là đăng ký lần đầu năm 2015. Đăng ký lần đầu năm 2015 thì kiểm soát Hà Nội và chính chủ sử dụng từ mới nhé. Thì nói qua về chiếc X150 này, thì X150 nó chính là sản phẩm đời sau của Honda RR150 đó. Cục máy thì gần như là tương đồng, cục máy thì gần như tương đồng với cả Honda RR150, đời sau của Honda RR150. Thì cái kiểu dáng của nó đã khác đi rất là nhiều, thể thao hơn, khỏe khoắn hơn và to hơn nhé. Nhưng mà Honda Trung Quốc đã cắt đi một cái mà rất là quan trọng, đó là cái phanh đĩa sau. Thì như con Honda RR là nó có phanh hai phanh đĩa, là cả phanh đĩa trước và phanh đĩa sau. Thế nhưng con Honda X150 này thì lại quay trở lại là cái phanh đùm nhá, tức là phanh cơ đấy, chứ không còn phanh đĩa sau nữa. Đấy là một cái điểm trừ của con xe X150 này. Thế nhưng bù lại thì với cục máy của Honda RR150 thì nó đã được khẳng định trên về chất lượng qua rất là nhiều thời gian, và rất nhiều anh em sử dụng đánh giá rất là cao với cục máy của Honda RR này. Thứ nhất là tính ổn định, bền bỉ và sử dụng ăn rất là ít nhiên liệu. Với mức tiêu hao nhiên liệu của con này nó chỉ rơi vào từ tầm 1.8 đến 2 lít trong 100 km cho được tổng hợp, thì nó là con số rất là ấn tượng để anh em sử dụng rồi. Xăng thì có thể dùng xăng 92, không cần phải dùng xăng 95, bởi vì nó sẽ chạy với chế cơ, nhưng nó sẽ có hỗ trợ điện. Hỗ trợ điện là cái gì? Tức là khi mà các bạn vào những cái thời tiết mùa đông ấy, các cái con xe chế cơ thường thì nó sẽ khó nổ hơn so với các cái xe chế điện tử. Thì con này nó có cái bộ sấy, nó sấy điện, tức là nó sấy nóng cái chế lên, và khi mà bấm đề là nổ chứ không phải kéo đề dài. Đấy là cái điểm cải tiến của cái cơ bộ chế này. Thì như các bạn nhìn cái cục máy, nó là cục máy của con Honda RR150 nhá, chuẩn chỉ, nó chỉ khác một chút những cái vỏ phía bên ngoài của cái thân máy thôi. Còn ngoài ra là cục máy hơi zin, các bạn có thể dùng chung với cả Honda RR150. Tiếp theo nữa thì là cái bộ thụt sau của nó cũng đã được thay đổi. Đây, cái thụt sau đã được cải tiến với cả hành trình thụt dài hơn so với cả hành trình của Honda RR 3cm nhá. Đấy, bộ thụt rất là đẹp. Và cái cụm đồng hồ thì cũng rất là thể thao. Như các bạn nhìn đấy, một cái cụm đồng hồ rất là lớn, và nó là đồng hồ analog thôi. Thế nhưng mà nó thể hiển thị rất là đầy đủ tất cả các chức năng. Thứ nhất là hiển thị đồng hồ về công tơ mét, là cái tốc độ này, báo xăng này, báo vòng tua này, báo số này. Đây là đèn pha, báo đèn pha và báo nút mo nhé, số 0 đấy. Đấy là những cái mà rất là đẹp của con xe này. Một cái pha thì mình đánh giá không được đẹp cho lắm, không được tương xứng cho lắm so với cả cái hình thức của con xe này. Nếu như cái pha này nó có một kiểu dáng nào đó khác, nhưng mà không phải cái kiểu dáng này, thì có thể nó sẽ đẹp hơn. Đấy, pha thì là bóng đèn halogen và với cả cái được cường độ sáng 45W nhé. Đấy, thì như con này thì là đã chạy xem nào, 17.981 cây số. Cục máy thì zin hoàn toàn, máy móc zin hoàn toàn, khung thân zin không đâm va đổ ngã, và đảm bảo với các bạn là cục máy là zin tuyệt đối luôn nhá, cục máy zin tuyệt đối và êm tuyệt đối luôn. Riêng cái phần sơn thì là rất là đẹp, và mọi cái nước sơn là đều đang là nước sơn zin, không qua giảm tút gì cả. Đây, thì đi vào cái cụ thể hơn một chút cho các bạn cùng nhìn. Về cái phần như các bạn nhìn, đây là cái ốc của đi thụt trước nhé, và cái ốc của cái của Ford đều còn zin, chưa qua chỉnh sửa gì cả. Cụm công tắc của bên tay trái này, cụm côn này, tay lái còn rất là đẹp. Cái này là cái của là lắp của đèn led siêu sáng, nhưng mà chủ xe đã tháo ra rồi nhé, vẫn để lại cái cửa cổng chờ của cái công tắc. Anh em nào về lắp nó sẽ có cái đường phía dưới này luôn nhé, là chỉ việc cắm vào thôi. Bên này là bên cùng phanh và ga nhé, hai gương zin theo xe, chảng ba của xe là zin nhá, như các bạn cùng nhìn đây. Ti thụt là không có một vết nào dầu mà có gì cả, mọi chức năng là đều đang hoạt động trong trạng thái hoàn hảo nhất, xe đã được bảo dưỡng mọi thứ ổn định rồi.
anh em lấy về là chỉ việc đổ nước lã vào và chạy thôi chứ không phải đổ xăng đâu. Đấy. Đây. Đây là ốc trộm trước. Lốp lát còn ok. Anh em nào mà cẩn thận hơn thì về có thể thay lốp đi cũng được. Lốp mình cảm thấy là nó vẫn ổn nên mình chưa thay thôi. Đấy, vành bánh thì đẹp, không có xước sát gì cả, không mềm méo nhá, không sập hầm sập hố gì cả nên là rất là ngon. Riêng về cái phần đĩa phanh thì rất là phẳng, không có vết LG gì cả mà đĩa phanh rất là dày. Đẹp này. Đây, cái phần tem, riêng phần tem là tất cả tem còn nguyên tem zin nhá. Tất cả tem là tem zin của xe, không bị xước sát gì mấy. Cái phần phía dưới này là do bị cái đồ bẩn ở trên đường nó bắn lên thôi chứ không phải là do xước sát gì cả đâu nhá. Cục máy rất là đẹp, zin và cực kỳ êm nhá. Kể cả những các bạn nhìn thấy khung thân của nước sơn, khung thân rất là đẹp. Tất cả đều là zin chứ không qua chờ giọng tút nhá. Cục máy của RR này thì đây, như các bạn nhìn vừa nãy mình đã quay rồi nên quay lại cho các bạn lần nữa, khô ro nhá. Không một tí dầu mỡ nào cả. Và như các bạn cùng nhìn nhá, nó có thêm cái cần đạp đây. Tức là anh em nào mà chạy mà ắc quy nó có kém thì mình có thể dùng cần đạp cũng được, là không phải đẩy hết gì cả. Ốc của bạc càng sau zin này và rất là đẹp nhá. Đây là ốc của treo máy này. Cụ đề cũng rất là sạch sẽ, đề êm xịn. Rồi, với phần phía dưới là cái để chân dùng bên tay phải và cái phanh. Phanh là ông chủ ông dẫm lên có cái gì nhỉ? Cái kẹo cao su dính ở đây nhá. Đấy, cục máy là zin rồi. Và thêm một cái là chủ xe lắp cái Buaca fake thôi. Thế nhưng mà tiếng nổ rất là trầm ấm bởi vì giữ nguyên cổ bầu hơi, cho nên là nó không bị nổ gắt, nó bùm bùm đâu. Rất là êm tai. Đây, lườn sau thì đẹp tuyệt đối này. Lườn sau đẹp tuyệt đối luôn, tem tiết rõ ràng. Đặc biệt là các bạn nhìn cái phần của cái thụt sau, quá đẹp luôn. Thụt và càng sau rất là đẹp. Thì phía trong của nó, cái nước sơn nó còn căng như thế này, soi gương được luôn nhá. Càng phanh sau đẹp này. Ốc trục sau đây nhá. Lốp sau là lốp cây thông, rất dày dặn, không phải lo lắng vẫn thay thế gì cả. Đây, thì đèn hậu là phía dưới nhá, chứ không phải là phía trên. Phía trên là giả rồi, đã đẩy cái đèn hậu xuống phía dưới. Cái biển cũng khá là tròn trịa, 86780. Tất cả con này thì không độ chế gì cả, xi nhan zin và đèn zin hết cả nhá. Đây, kỳ thủ đây, kỳ thủ bên tay trái đây. Kỳ thủ là cực kỳ đẹp nhá, đảm bảo với anh em là chưa bao giờ động chạm với kỳ thủ nhá. Chưa một lần mở và hoạt động hoàn hảo, không bị xì dầu xì nhớt gì cả. Nhông xích ngon lành, dày dặn. Đấy, nhìn nhá. Mắt nhông rất là dày. Đấy, còn cái phần khung thân như các bạn nhìn nó sáng bóng, đảm bảo các bạn có soi gương được luôn. Để chân sau nó có hai bậc, có những bạn về chế trên những bậc ở đây. Đấy là cửa chờ. Phần phía dưới đây là cái cần số thì đã có cả cái cần đằng sau rồi, thì là để tránh tình trạng các bạn móc mà nó bị hỏng cái dây nhá. Thì đây nhá, là phía sau. Và cục máy thì kể cả cái ốc này là ốc của tăng cam nhá, chưa chỉnh nhá. Đây, nhìn rõ này, ốc tăng cam chưa chỉnh. Phần bên này các bạn nhìn rõ được cả cái răng của răng hơi và răng đầu bò trên là zin này. Đấy, và răng đầu bò phía dưới, răng hơi phía dưới zin tuyệt đối. Ba con ốc treo máy quá đẹp luôn, không một vết sứt. Ở đây nó cũng có cái khóa xăng nhá. Đấy, cái khóa xăng ở trên này. Đấy, bây giờ mình quay ra xa, anh em nhìn tổng thể xe Honda RR này mà anh em chạy phố hay là chạy cung đường trường hoặc là chạy ao rất nhẹ, chạy đèo dốc đều rất là ổn. Máy thì đã là 150 cho nên là nó khỏe hơn Honda Fortune khá là nhiều đấy, cho nên là nó đáp ứng được tốt hơn cho các bạn. Khi mà các bạn đi chở hai người là nó không bị yếu. Do Honda Fortune thì nhiều lúc là chở hai người mà thêm cái bọc đèo hàng ở sau là nó sẽ hơi yếu. Nhưng mà con này là 150 rồi nên là nó chạy rất là ổn. Và với cả một cái ba ga đằng sau rất là đẹp, ba ga to rộng đẹp, là anh em có thể lắp ngay lập tức vào một cái đế EV vào đây để lắp cái thùng EV là anh em chạy các cái cung đường phượt nhá. Đấy, thế thì con Honda X150 này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 17,5 triệu nhá. Giá bán là 17,5 triệu, sẽ chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển, anh em lưu ý giúp mình nhá. Các bác nào ở trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh,
địa chỉ 999 1001 Hồng Hà trên Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để có thể xem trực tiếp con xe X150 này. Hoặc là anh em có thể alo đến số điện thoại 0905 958889, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em về con xe, sau đó thì anh em có chỉ việc đến và bốc nó thôi. Rồi, thế thì bây giờ thì mình xin cảm ơn các bác đã và đang follow cái kênh của mình. Mình xin các bác nút like, nút share, và cũng các bác cũng đừng quên nhấn nút chuông để follow thêm cái video mới của xe máy Hoàng Anh nhé. Rồi ạ, thế thì bây giờ mình xin dừng video, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.